Tướng Bo bị tố quỵt tiền trốn nợ hàng trăm triệu bất chấp đạo đức. Lấy danh nghệ sĩ lừa tiền ân nhân của mình. Cách đây 7 tháng, nghệ sĩ Tướng Bo bất ngờ bị tố quỵt tiền lên đến hàng trăm triệu sau 4 năm dài nhưng vẫn không chịu trả. Cụ thể, có một người đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái có nội dung tố cáo nghệ sĩ Tướng Bo. Theo như tiết lộ, chị họ của anh chàng này chính là vợ của Tướng Bo. Họ có mối quan hệ không mấy xa lạ. Người này bức xúc chia sẻ nghệ sĩ Tướng Bo đã mượn số tiền là 100 triệu, nhưng 4 năm trôi qua vẫn im hơi lặng tiếng. Dù cho anh năn nỉ một tháng trả 2 triệu, nhưng cũng không có. Nể tình là bà con trong gia đình, khoảng thời gian qua, nam thanh niên này cũng gặp biến cố, đồng thời thấy nam nghệ sĩ cũng khổ nên mới để yên. Lý giải cho việc Tướng Bo nợ nần chồng chất như vậy là do anh quá ham mê bóng đá. Sau khi mượn nợ, thì nam nghệ sĩ đã bỏ trốn và cả hai mất liên lạc với nhau, đến nay đã 2 năm. Anh chàng này bức xúc mong muốn Tướng Bo sẽ liên lạc với mình trong vòng 3 ngày tới để thương lượng về khoản nợ. Nếu không, anh sẽ đưa hồ sơ lên tòa án hoặc công ty thu hồi nợ và hội nhóm trên Facebook. Trích bài đăng tố cáo nghệ sĩ Tướng Bo quỵt nợ trên mạng xã hội. Đoạn tin nhắn đòi nợ từ nhiều năm về trước được chia sẻ. Lúc đó nam nghệ sĩ than phiền mình đang khổ và khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại, đồng thời cũng đang sám hối nên mong anh chàng này thông cảm cho mình. Sự việc trên chưa được làm sáng tỏ, mới đây lại thêm một người nữa tố Tướng Bo nợ tiền không chịu trả. Bài đăng tố Tướng Bo mượn nợ không trả còn có cả hình ảnh bản sao chứng minh nhân dân của Tướng Bo. Hiện tại nghệ sĩ Tướng Bo vẫn chưa có động thái nào đáp trả. Nếu thông tin này là sự thật thì hình ảnh tốt đẹp của nam nghệ sĩ đã phần nào vơi đi trong lòng của những người yêu mến anh. Đúng là chồng nhà người ta, Ân Hoàng Phúc tặng vợ siêu mẫu xế hộp 2 tỷ đồng trước ngày lâm bồn. Nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc hào hứng chia sẻ loạt ảnh chụp cùng xế hộp mới tậu tiền tỷ cùng bà xã Kim Cương. Ân Hoàng Phúc cho biết anh mua xế hộp tiền tỷ vì muốn vợ phải ngồi thoải mái hơn khi bụng bầu ngày một lớn. Chiều ngày 11 tháng 5, trước giờ đi diễn, nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc đã đưa bà xã Kim Cương đi nhận xế hộp mới sau khi đặt mua được một tuần. Theo những hình ảnh được nam diễn viên đăng tải trên trang cá nhân, thì xe mới thuộc dòng xe hạng sang trị giá gần 2 tỷ. Nói về lý do mua xe mới, ông Hoàng Phúc cho biết vợ đang mang bầu, ngày một bụng lớn nên tôi muốn đổi xe để vợ ngồi cho thoải mái hơn. Ông Hoàng Phúc mua xe tiền tỷ tặng vợ trước khi bà xã sinh con. Nam ca sĩ ăn vận bảnh bao, còn bà xã diện chiếc váy rộng lùm lùm, giấu bụng bầu đang ngày càng to ra. Hiện chưa biết giới tính của đứa con trong bụng, nhưng cả hai vợ chồng đang mong là bé gái để cân bằng đội hình. Ân Hoàng Phúc háo hức thử lái xe mới tậu. Ngoài đến nhận xe, nam ca sĩ sinh năm 1981 còn hát tặng các nhân viên trong cửa hàng ca khúc Thà Rằng Như Thế gắn liền với tên tuổi của mình. Ân Hoàng Phúc còn dí dỏm nói với bà xã rằng nếu đẻ thêm một đứa nữa thì anh sẽ tiếp tục tặng cho vợ một cái nhà và một chiếc xe. Nhận được món quà giá trị này từ chồng, siêu mẫu Kim Cương cho biết cô rất hạnh phúc và thương ông xã lắm. Đang ở tháng thứ tư của thai kỳ nên bà xã nam ca sĩ vẫn còn thon gọn và chưa có dấu hiệu tăng cân là bao. Sau thời gian sống cùng nhà 6 năm, ông Hoàng Phúc Kim Cương đã tổ chức đám cưới cách đây không lâu. Đến nay cả hai đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc. Sắp tới, họ lại đón thêm heo vàng trong sự chúc phúc của người thân, khán giả. Việc sinh em bé thứ ba đã nâng số thành viên trong gia đình ông Hoàng Phúc Kim Cương lên 5 người. Phản ứng của Bảo Bảo khi lần đầu chứng kiến Lương Thế Thành hóa trang trong hậu trường, dẫn con trai đến tận hậu trường hóa trang trước buổi biểu diễn lên sân khấu. Lương Thế Thành nhận cái kết đắng khi Bảo Bảo chẳng hề quan tâm đến vở kịch mà lăn ra ngủ ngay những giây phút đầu tiên. Trên trang cá nhân của mình, Lương Thế Thành vừa chia sẻ hình ảnh Thúy Diễm dẫn con trai Bảo Bảo đến tận bên trong hậu trường để thăm cha hóa trang cho nhân vật, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Dù Lương Thế Thành hóa trang khuôn mặt khá đậm, khác hẳn hình ảnh một nam diễn viên điển trai phúc hậu thường ngày, thế nhưng Bảo Bảo vẫn nhận ra cha mình và không hề có biểu hiện sợ hãi. Thậm chí cậu bé còn cười tươi đùa giỡn với Lương Thế Thành. Xuất hiện bên trong hậu trường của vở kịch, Bảo Bảo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dàn diễn viên khi nhiều nghệ sĩ đã tiến đến bồng bế và vui đùa với con trai Lương Thế Thành. Lần đầu gặp người lạ, Bảo Bảo có biểu cảm e dè và không rạng rỡ những lúc như bên cạnh cha mẹ. Tưởng chừng đưa con đến sân khấu xem vở kịch, Lương Thế Thành sẽ có thêm một kỷ niệm đẹp, đồng thời cho Bảo Bảo thấy hình ảnh khi đang là một diễn viên của mình. Tuy nhiên, Lương Thế Thành đành phải thất vọng. Bởi vừa mở màn vở kịch thì cậu bé đã ngủ gục dưới hàng ghế khán giả.
Lần đầu tiên Bảo Bảo được lên sân khấu coi ba ba diễn kịch. Coi bộ ảnh rất thích lên sân khấu, nhìn giáo giác và say mê. Nhìn mặt các bác các cô chú họa mặt mà không sợ, rất hào hứng. Coi được cảnh mở màn ngủ khò khò rồi cho về luôn, chắc ba nó diễn hay quá đó mà. Đây không phải lần đầu tiên bé Bảo Bảo đến nơi làm việc để thăm cha mình. Bởi là diễn viên, Lương Thế Thành phải thường xuyên xa nhà để quay hình. Trong những lúc đó, Thúy Diễm lưu đương con trai đến tận phim trường để Lương Thế Thành bớt nhớ nhà. Công gạo nếp gạo tẻ đáp trả sau cây khi bị chơi hết thời mới đi bán hàng. Rất nhiều anh chị em nghệ sĩ như Lê Phương, Trương Quỳnh Anh, Băng Di lên tiếng chỉ trích những cư dân mạng có bình luận ác ý đối với nam diễn viên. Để phụ giúp kinh tế gia đình ở Mỹ, nam diễn viên Hoàng Anh bắt đầu kinh doanh riêng. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lời gièm pha khiến nam diễn viên chạnh lòng. Cách đây không lâu, nam diễn viên Hoàng Anh công trong phim Gạo nếp gạo tẻ khiến tất cả khán giả tiếc nuối khi chính thức nói lời chia tay khán giả để sang Mỹ định cư cùng vợ mình và con gái. Được biết, sau khi sang Mỹ, nam diễn viên bắt đầu kinh doanh bán hàng online để hỗ trợ một phần nào đó kinh tế với bà xã. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Hoàng Anh bất ngờ chia sẻ những nỗi niềm khi bị một số anti-fan cho rằng nam diễn viên hết thời nên mới đi bán hàng. Ni buôn bán kinh doanh, Ni làm ăn lương thiện cũng để lo cho gia đình. Ni không hại người gạt người, Ni không bán thân, không bán thận, không bán rẻ lương tâm. Mà sao chỉ trích Ni dữ vậy, mà nói cũng sai, Ni là đàn ông, sao làm ca ve được, trai bao mới đúng. Ngay dưới bài chia sẻ có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ lên tiếng bênh vực Hoàng Anh. Nữ diễn viên Lê Phương bức xúc để lại bình luận, dễ điên chưa, người ta nghèo chứ đâu có hèn mà nói người ta như vậy. Lên mạng mà cứ gặp mấy người thích tạo nghiệp như này sao mà sống thọ được đây. Thôi kệ đi anh, mình là người có ăn học có địa vị xã hội nên không thèm chấp. Trương Quỳnh Anh cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ đàn anh. Em biết là Ni chỉ đăng cho vui, chứ những lời nói vô duyên vô lý như vậy làm sao đáng để mình để tâm. Một status mang tí giải trí cao anh nhỉ, cười cho cái sự thiếu hiểu biết mà thích nhận xét của người khác ấy. Và rất nhiều người anh chị em nghệ sĩ như Lê Bela, Hồ Bích Trâm, Hoa hậu Thu Hoài, Băng Di cũng lên tiếng chỉ trích những cư dân mạng có bình luận ác ý đối với nam diễn viên. Dù đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khán giả mong chờ diễn viên Hoàng Anh sẽ tái xuất màn ảnh rộng vào một ngày không xa. Ca sĩ Băng Di bên vực khổ thiệt ha, chứ nhiều người không bán thời trang bán nước hoa mà bán thân, xong lên báo tự cho mình là cốt cách cao sang thì sao nhỉ? Lê Bela, cái nghề mình đó, nó thế anh nè. Chữ hết thời nó làm mình chua chát và cay đắng. Có những người làm như nuôi mình mà cho họ được cái quyền nói gì nói. Nó chỉ dám núp và gõ bàn phím thôi, cứ kiếm tiền chân chính anh à. Kệ luôn mẹ nó đi anh. Lê Giang, tôi giận Trường Giang lắm, vậy mà nói quay gì em sẽ mời chị đầu tiên. Tối Chủ nhật 12 tháng 5, tập 6 chương trình Muốn ăn phải lăn vào bếp sẽ lên sóng với nhiều tiết mục thú vị. Trong tuần này, ngoài chủ trì là Trường Giang còn có sự xuất hiện của diễn viên Lê Giang. Vừa bước vào chương trình, Trường Giang liền hỏi Lê Giang về tình hình sức khỏe của Lê Lộc. Vì cô từng tham gia tập trước với anh, Lê Giang nghe thấy tên Lê Lộc liền làm bộ giận dỗi Trường Giang. Cô nói, Lê Lộc vẫn khỏe. Nhắc tới Lê Lộc tôi mới nhớ tôi giận Trường Giang, đáng lẽ tôi đã giận Trường Giang rất nhiều. Tính tôi hay thích ngồi lướt Facebook xem chương trình mới. Một ngày nọ tôi đang ngồi lướt Facebook xem game show này, game show nọ thì thấy Trường Giang quay chương trình với Lê Lộc, vui quá trời, lại còn đi miền Tây, đi ghe. Xem xong cái tôi điện ngay cho Lê Lộc hỏi nó đang ở đâu, Trường Giang mời nó quay, muốn ăn phải lăn vào bếp. Nó trả lời dạ, sau một cái là tôi cúp máy liền, điện ngay cho Trường Giang. Tôi giận Trường Giang lắm, vậy mà nói chị ơi mai mốt, em quay gì em sẽ mời chị đầu tiên, nhắc nhở nhau thế mà, bực mình ghê. Trường Giang nghe vậy liền khen Lê Giang lấy lòng, nhưng em thấy chị giỏi hơn Lê Lộc, nó chẳng biết nấu cái gì cả. Lê Giang biểu môi nói, đấy là khen đó hả? Sau đó cô bày tỏ, bây giờ chị thèm cá quá. Trường Giang được cơ hội liền tỏ ra hào hứng. Được, trong lòng bàn tay của em, bây giờ để bù đắp cho chị, em sẽ dẫn chị đi sinh tồn. Cái này không phải ra chợ mua, mà phải tự kiếm tất cả rồi tự nấu, xong mới được ăn. Sau đó Trường Giang bắt Lê Giang đi một cái ghe nhỏ để đánh cá trên đầm. Lê Giang tỏ vẻ không thích và nói, mọi người thấy chưa, cực khổ lắm. Nào giờ tôi chỉ ở trên bờ thôi, mà nay nó bắt tôi xuống nước. Không biết là nó có biết bơi không, chứ tôi là không biết bơi rồi đó. Trấn Thành mua tặng nhà 7 tỷ rưỡi cho Harry Won tại Hà Nội. Trấn Thành còn show ảnh căn hộ dành tặng vợ yêu của mình từ phòng ngủ cho tới phòng khách.
Vừa qua, Trấn Thành Harigon đã có mặt tại Hà Nội để tham gia một sự kiện ra mắt dự án bất động sản. Tại đây, Harigon than vãn với Trấn Thành, hai vợ chồng mình thường xuyên ra Hà Nội, mỗi lần ra phải ở khách sạn tốn tiền quá, đồ đạc cũng không đầy đủ, anh yêu em đúng không? Trấn Thành đáp, má anh cũng không dám nói là không yêu em. Harigon lập tức nũng nịu, thế thì em có một ước mơ nhỏ là anh hãy giữ lời hứa, mua một căn nhà tại Hà Nội, căn nhà bé bé cũng được. Trấn Thành ban đầu chưa muốn mua lắm, anh nói, ước mơ chung của chị em phụ nữ, ước mơ này của em nó nhỏ quá nhỉ. Harigon tiếp tục năn nỉ, tình yêu của anh dành cho em lớn như vậy, anh dành cho em bao nhiêu thứ, nhưng ước mơ của em chỉ nho nhỏ thế thôi. Trấn Thành nghe vậy mũi lòng, nên đã quyết định sẽ mua một căn hộ tại Hà Nội cho Harigon, anh nói. Em bình tĩnh bớt mơ lại, cuộc đời Trấn Thành sống và làm việc cho nhân dân khán giả. Nhưng mang tiền về chỉ biết dâng cho vợ, vợ là cha là mẹ, vợ nói gì cũng nghe, mua nhà thì mua nhà. Trước khi mua nhà, Harigon hỏi Trấn Thành, em là mẹ thiên hạ, mua nhà thì em không rành đường ngoài Hà Nội. Chết anh biết hơn em đúng không? Trấn Thành đáp, vấn đề là mình phải tìm được nơi nào bán nhà chất lượng uy tín, môi giới thì ở đâu cũng có, không biết ai là người uy tín phải đi tìm thôi. Sau đó hai vợ chồng tìm đến môi giới nhà đất phải được người này hướng dẫn cụ thể. Harigon yêu cầu được mua một căn nhà có 3 phòng ngủ. Trấn Thành đầu tiên chọn một căn giá thấp, anh nói với môi giới, đi lại nhiều nên mua giá thấp thấp thôi. Nhưng Harigon nghe vậy cũng liền nũng nịu với Trấn Thành, chồng ơi, nhìn em ăn mặc sang trọng như thế này mà ở căn rẻ thì cứ làm sao ấy. Trấn Thành bị Harigon nũng nịu nên đổi ý, quyết định lấy một căn đắt tiền nhất, anh nói, chọn căn đắt nhất cho anh. Cuối cùng Trấn Thành và Harigon chọn được một căn hộ rộng hơn 100m², 3 phòng ngủ, với giá 7,5 tỷ, có view Hồ Tây. Anh còn show ảnh căn hộ của mình, từ phòng ngủ tới phòng khách, Trấn Thành nói, đây là căn hộ do anh tự thiết kế. Sau khi chọn nhà xong, Harigon nói đùa, em ngu nên em mới lấy anh. À không, em ngu nên em mới lấy một thằng chồng khôn như anh. Trấn Thành cười đáp lại, anh không nghĩ em ngu đâu, anh mới là thằng ngu cơ.